Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện tại nhiễu động nhiệt đới gió mùa phát triển ở vịnh Bengal và một cấu trúc xoắn ốc phôi bão bước đầu đã được hình thành. Nó sẽ mạnh lên thành xoáy thuận nhiệt đới sớm nhất vào ngày mai và chậm nhất là vào ngày kia. Hệ thống bão mạnh này có khả năng di chuyển về phía Bắc, Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, ở trong giai đoạn sau có lợi cho lượng mưa Tây Đông Dương, Tây Nam của Trung Quốc và cả khu vực Tây Bắc Bộ của nước ta. Tuy nhiên, tổng hợp dự báo cho thấy là nhiệt độ lệch giữa đường đi, điểm đổ bộ và độ phân kỳ của đường đi sau này là tương đối lớn, khiến cường độ mưa ở Tây Bắc Bộ và mây che phủ cả nắng lại ở Đông Bắc Bộ vẫn có thể bị thay đổi. Nếu đường đi và điểm đổ bộ trực diện ở khu vực Myanmar hơi lệch về hướng đông, thì tan tích ẩm và vùng hội tụ gió trên cao sẽ khiến cho lượng mưa ở Tây Bắc Bộ tiếp tục nặng hạt trong 3 ngày tới. Ngược lại, nếu đường đi và điểm đổ bộ nằm hơi lệch Tây cho đến Bangladesh, thì lượng mưa ở Tây Bắc Bộ sẽ ít hơn dự kiến một cách đáng kể và mây bao phủ tại Đông Bắc Bộ sẽ bị giảm, có lợi cho nắng lên và tăng nhiệt nhanh hơn dự kiến. Còn về tầm xa, các bản tin dự báo thời kỳ cho thấy được là thời kỳ từ ngày khoảng từ thứ tư tuần tới cho đến thứ hai tuần sau nữa, mây bao phủ sẽ suy giảm rõ rệt ở các khu vực phía Bắc, không khí lạnh rút lui, các hình thế kích hoạt nhiệt độ cao có thể sẽ quay trở lại. Ở tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng sẽ quay về kênh tăng nhiệt cao mùa hè, sau đó xuất hiện nắng nóng, lượng mưa ở các khu vực trên sẽ giảm dần. Ở thời kỳ này, oi hanh và khô nóng có thể sẽ là chủ đề thời tiết của một nửa phía Bắc đất nước trong tuần 3 của tháng 5 này. Ở khoảng trong tuần thứ tư, tuần cuối tháng, nắng nóng có thể suy giảm và chấm dứt, áp cao lạnh lục địa hoạt động trở lại và các hình thế giảm nhiệt gây mưa bắt đầu xuất hiện. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng là tăng diện mây âm u. Một số khu vực có thể đó một đợt mưa rông diện khá rộng. Cường độ diện mưa và thời điểm có thể sẽ phải cần thêm nhiều thời gian để quan sát. Và sau đây sẽ là tin gió mùa Đông Bắc. Các bạn thân mến, hiện tại, chiều nay, ngày mai, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ở đất liền và chiều tối và đêm nay, ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Trong đêm nay và ngày mai, ở phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến từ khoảng 21 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Còn trên biển, từ chiều tối và đêm nay, ngày mai ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Trong chiều tối và đêm hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác, có nơi có dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong ngày mai, mưa giảm dần. Từ chiều tối hôm nay cho đến ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trong chiều và tối ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong đêm hôm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Mưa dông sẽ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Quý vị và các bạn cần lưu ý đề phòng. Thưa quý vị, theo các mô hình dự báo bão xa của các trung tâm dự báo khí tượng thế giới cho biết, đến khoảng ngày thứ 6 tuần tới, ở trên khu vực phía Tây Nam của biển Thái Bình Dương, khả năng cao sẽ hình thành một vùng áp thấp. Theo dự báo, vùng áp thấp này có xu thế di chuyển về phía biển Philippines và có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày thứ 3 tuần cuối của tháng
và tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão trong khoảng 2 ngày sau đó. Liệu rằng cơn bão này có đi qua Philippines, đi vào Biển Đông hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết và gửi đến quý vị và các bạn sớm nhất trong những bản tin hàng ngày. Với thời gian cũng còn khá xa và do có nhiều yếu tố tác động đến sự hình thành cũng như hướng đi của bão, nên những thông tin dự báo về cơn bão này có thể sẽ thay đổi trong những bản tin sau. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tin mới. Tiếp theo sẽ là phần tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Kính thưa quý vị, Cục Khí tượng Myanmar dự báo bão Mokha, cơn bão số 1, sẽ thể hiện sức tàn phá dữ dội nhất tại các khu vực Khiel Phiu của bang Rakhine, Myanmar và Kok Baja của quốc gia Nam Á Bangladesh vào ngày mai. Các tổ chức khí tượng sở tại và quốc tế đều đồng loạt cảnh báo bão Mokha có thể gây thiệt hại cho hơn 2 triệu người ở Myanmar khi đổ bộ quốc gia Đông Nam Á vào ngày mai. Ngày hôm qua, hệ thống điều phối và cảnh báo thảm họa toàn cầu đã xếp bão Mokha hình thành ngoài khơi vịnh Bengal vào mức đỏ. Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin công tác sơ tán đang được tiến hành khẩn trương ở những khu vực có thể chịu ảnh hưởng nặng nhất như Khiel Phiu và Sidgi của bang Rakhine. GDACS dự báo gần 1 triệu người ở bang Rakhine, hơn 170.000 người ở vùng Makway và hơn 440.000 người ở bang Sawein đã bị ảnh hưởng. Các bang khác cũng sẽ có gió mạnh và mưa lớn bao gồm bang Chin, vùng Aceh Jaya và Yangon. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Bão Trung và Cục Khí tượng Ấn Độ ước tính rằng khi bão đổ bộ, tốc độ gió duy trì sẽ ở mức 175-185 km/h. Hiện tại, dù bão chưa vào, nhưng tại trung tâm kinh tế Yangon của Myanmar đã có mưa lớn gây tắc đường và ngập lụt. Thị trấn Kalau ở bang San cũng xảy ra mưa lớn bất ngờ, khiến các con lạch và suối tràn bờ, làm 72 nhà tạm của các công nhân bị ngập hoàn toàn. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thái Lan ngày hôm qua, do ảnh hưởng của bão Mokha, nhiều khu vực ở Thái Lan sẽ có mưa to đến rất to trong các ngày từ hôm qua đến ngày kia. Đáng chú ý, ngày bầu cử là ngày mai cũng được dự báo xảy ra mưa to tại nhiều nơi. Cục Khí tượng Thái Lan đã khuyến cáo các tàu nhỏ ở biển Andaman nên ở lại bờ từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới do biển động với sóng cao từ 2 đến 3 mét.
người dân sống ở chân núi hoặc gần các tuyến đường thủy tự nhiên được khuyến cáo đề phòng lũ quét và nước tràn. 47 tỉnh trên khắp Thái Lan, ngoại trừ miền Nam được dự báo sẽ có mưa liên tục trong ngày hôm qua do gió Nam và Đông Nam đang thổi qua miền Bắc Thái Lan. Dự báo đến 5 giờ ngày hôm nay, khoảng 70% các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rông, 60% diện tích thủ đô Bangkok và các vùng ngoại vi dự kiến sẽ có mưa với những cơn mưa rào lớn ở một số khu vực. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!